Xin chào mọi người, ngày hôm nay trong học dậy sớm, dậy rất là sớm để bốc một chuyến đồ để đi lắp cho nhà đạp Quảng Châu ở Tương Dương, Nghệ An. Phải đi dậy rất sớm vì là khá là xa, đoạn đường khá là xa. Do thay đổi áp suất chứ, ở đây cao mà, ở đây cao xong rồi mặt nó đền cao lắm đấy, thay đổi áp suất chứ, nhiều khi ngồi máy bay, ngồi xe máy bay được không? Thay cái tắt, nghe là ngang, những người mà lấy đánh đồng như là cứ không đâu nên thế thì tay luôn. Được rồi. Được rồi. Như mở đạn được không? Yo. Bây giờ mời quý vị thưởng thức chất âm ngọt ngào của Feel Acoustic nhé. Sao con say mê mong như là giấc mơ, ta sẽ quên nhanh không ngờ, nhưng trong lòng ta có đâu vô tình, con tim có đâu vô tình. Anh ơi anh biết không, người mang đến nụ cười thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng, lòng con mong trông trên cao nghe gió xì xào hát ru tình mình giữa đời mong manh, cho em giây phút êm đềm với em kỷ niệm sẽ không thể quên. Xa nhau anh biết không người, mắt cay giọt buồn phố vui cùng ai. Xa nhau sau những đêm dài, dấu yêu gót hàng tìm đâu sáng mai, mai sau trên những lối về nghe khúc tình.
tình cả, nhớ hương tình xưa. Mai sau trên những lối về, có em đứng chờ, ngẩn ngơ chiều mai.